Ca sĩ Hà Phương chia sẻ về Cẩm Ly, Minh Tuyết và chồng tỷ phú. Ca sĩ Hà Phương là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái của ca sĩ Minh Tuyết. Chị hiện đang định cư ở Mỹ. Hà Phương là phu nhân của chính chu, tỷ phú gốc Việt. Để sống hạnh phúc bên chồng, thuận hòa với chị em, Hà Phương chọn giải pháp ứng xử dung hòa, cố gắng để mọi sự không trở nên căng thẳng. Người ta nói các nữ nghệ sĩ thường không ưa nhau. Ba chị em gái cùng hoạt động nghệ thuật, lại cùng nổi tiếng, có khi nào ghen với nhau không? Ca sĩ Hà Phương, ồ, không. Tôi nghĩ mỗi người đều có sở trường và có cái tôi riêng, không cần phải ghen nhau. Chúng tôi có khuất chắc liên kết mọi thành viên trong gia đình. Tôi muốn biết điều gì về nghệ thuật ở hải ngoại thì hỏi Minh Tuyết, sẽ biết chính xác. Còn muốn biết không khí nghệ thuật ở Việt Nam thì tôi hỏi chị Cẩm Ly. Nghe nói ca sĩ Cẩm Ly có một thời gian bị mất giọng, phải sang Mỹ chữa trị. Lúc đó chị trợ giúp chị gái mình thế nào? Ca sĩ Hà Phương, tôi bay qua sang vô sơ hỗ trợ và động viên chị Cẩm Ly. So với Cẩm Ly và Hà Phương thì Minh Tuyết bốc lửa hơn nhiều khi bước lên sân khấu. Ngoài đời, Minh Tuyết có sôi nổi hơn Cẩm Ly và Hà Phương. Ca sĩ Hà Phương, Tuyết Gan hơn tôi và Cẩm Ly. Liệu trong tương lai khán giả có được thưởng thức live show Minh Tuyết, Hà Phương, Cẩm Ly không? Ca sĩ Hà Phương, có chứ, nhưng đó là tương lai. Còn trước mắt chúng tôi sẽ góp mặt chung trong một game show vào mùa hè này. Hà Phương vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, chỉ có thể bật mí bí quyết. Ca sĩ Hà Phương, tôi không ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước, một ngày khoảng 2 lít nước. Nhìn chị chỉ thấy nhung lụa, đã bao giờ chị gặp khó khăn về tài chính chưa? Ca sĩ Hà Phương, có lẽ là chưa. Chỉ có hồi nhỏ, khi tôi bị bệnh nặng là lúc ba mẹ khó khăn về tài chính. Khán giả thấy chị luôn xài đồ hiệu. Đã bao giờ ông xã nhắc nhở chị vì sắm đồ hiệu quá nhiều không? Ca sĩ Hà Phương, đồ hiệu là ông xã mua cho tôi. Thậm chí tôi còn khuyên ông xã đừng mua nữa là đằng khác cười. Tại sao chị lại khuyên chồng đừng mua thêm đồ hiệu cho mình? Ca sĩ Hà Phương, vì chồng mua nhiều quá không đủ chỗ để nữa. Phòng để đồ mà để nhiều đồ quá nhìn không sang. Chồng tôi hay cười và nói, Phương, Em có biết phòng để đồ của em là một trong những phòng để đồ lớn nằm trong thành phố Manhattan, New York mà em nói không có chỗ để. Chị rất hay làm từ thiện, số tiền chị bỏ ra không ít. Thái độ của chồng chị ra sao? Ca sĩ Hà Phương, vợ chồng tôi làm từ thiện nhiều hơn những gì mọi người biết và những gì mọi người biết cũng chỉ là con số nhỏ mà chúng tôi đã làm thôi. Tại sao anh chị không công khai tất cả? Ca sĩ Hà Phương, nói ra thì mọi người bảo mình khoe, không nói thì mọi người tò mò, thôi để mọi người tò mò hay hơn là khoe cười chồng tỷ phú có bao giờ nặng lời với chị không anh ấy ứng xử ra sao nếu không hài lòng với chị ca sĩ hà phương lúc trước anh ấy nóng tính hay la lớn nên tôi không thích nhưng sau khi có con rồi thì tôi bảo anh con nít là một tờ giấy trắng nó sẽ nhìn và bắt chước những gì nó thấy anh có muốn hai con gái nóng tính như anh không tự động anh ấy hiểu và dần dần bỏ thói nóng tính la lớn này cười tôi nhịn nhiều nhưng khi anh ấy quá đà thì tôi nhìn anh ấy và nói đủ rồi nghe thế là anh ấy sợ lại cười sống với nhau cũng phải tự tìm ra hướng đi để làm mọi thứ không trở nên căng thẳng ca sĩ minh tuyết em gái chị có sợ chị không ca sĩ hà phương có cũng đôi lúc nếu tuyết nói không đúng cười